đến với mọi người một số mẫu đá nha, mẫu đá phổ nhỏ giá thành cực kỳ mềm luôn nha. Đây mấy cái mẫu này là trắng sa mạc mọi người, trắng sa mạc này rất phù hợp lên cột mặt tiền, cầu thang, thang máy, bếp rất là đẹp nha. Anh em nào thích màu trắng sa mạc thì có thể chọn mẫu này. Cái vân của nó nếu mọi người ốp cầu thang thì mọi người sẽ ốp theo vân mặt tiền, và tóm lại ốp bất cứ đâu thì cũng phải ốp theo cái vân của nó nha, thì nó mới đẹp nha mọi người. Còn tiếp với dòng cũng giá bình chung với nhau là đó là cái đá này kim sa trung nha. Kim sa trung này nó có hai dòng, một dòng của Ấn Độ và một dòng của Trung Quốc nha mọi người. Cái dòng của Ấn Độ thì cái độ dày nó dày hơn nha, từ phân 6 giờ lên nha. Còn đó kim sa Trung Quốc thì nó mỏng hơn. Mà dạo này mình thấy kim sa của Ấn Độ này nó cũng cắt mỏng lại rồi. Để cái độ dày của nó để mình quay cho mọi người xem, nó cắt mỏng lại rồi. Ngày xưa kim sa Ấn Độ nó rất là dày. Cái này chắc cũng được phân 8, 2 phân mọi người, phân 8. Kim sa thì làm bếp làm đồ rất là đẹp. Ở đây trắng sa mạc nè, kim sa trung nha. Kim sa trung ở đây cũng có kim sa trung mọi người. Kim sa trung ở đây nó rất là nhiều mẫu nha. Để mình đi xa xíu. Máy tóc đen ở dưới là kim sa trung nè, cổ rất là dài to luôn, đen xương cá mọi người. Những dòng anh em nào không thích mấy cái dòng kia thì có thể chọn mấy cái dòng này nha. Mấy dòng này lên màu tha mặt tiền cột với làm tất tật rất là đẹp nha. Mấy dòng này nó cũng ngang ngang với nhau cái vân nó đây nha. Ở đây nó có hai loại vân nè mọi người, loại vân này nha và loại vân này nha, hai cái khác nhau nha. Hai cái khác nhau nha. Mọi người có thể không thích mấy dòng đó có thể chọn mẫu này. Cái này là xanh Hassan, Hassan Hassan gì đó. Cái tên tiếng Anh lắm, lúc mình đọc không rành lắm. Đấy, mọi người muốn biết thì đến kho xem cho tận mắt cho nó sẽ được cái mẫu ý hơn á. Còn phía dưới này là Nâu Anh Quốc nha. Đây, nước ở đây khổ 80-90 một mét nha. Rất là nhiều. Nào anh quốc này nó cũng có nhiều loại mọi người. Đó, mấy cái dòng này giá hình như nó song song với nhau. Chẳng có dòng nào hình như giá nó mềm mềm với nhau. Mắc hơn vài 300 thôi nha. Ở đây có cả đen Ấn Độ mọi người. Đen Ấn Độ này bình thường á, mình thấy người ta sử dụng ở ngoài nắng, nó chịu lực, chịu nắng rất là tốt nha. Ở đây có đỏ Ấn Độ nha, đỏ Brazil, Ấn Độ. Ở đây có rất là nhiều khổ nha, khổ 60, 70 nè, 80 và khổ trên kia khổ 1 mét nha. Đấy, đã đỏ khổ 1 mét. Xem mà ra nhiều lắm mọi người. Mấy tấm phía trên này là kim sa trung nha. Đây kim sa trung. Kiếm tiền. Đây đá đen này ở đây rất là nhiều, anh em nào thích thì liên hệ với mình nha. Đây cái mẫu này cho lên cột là rất là đẹp đúng không ạ. Xanh Hassan và xanh Ấn Độ cũng là ở đây có rất là nhiều nha. Trước mặt mình là kim sa trung mọi người. Chắc bị gắt rồi ha. Này là đen Ấn Độ nha. Rồi đen Ấn Độ này, cái tấm này 70 dài 3 mét. Cái này chắc dài 3 mét 7 luôn quá. Đen Ấn Độ nha mọi người.
chim sa rất là nhiều nha. Anh em nào thích cái mẫu này có thể liên hệ bên mình nha, mình sẽ cung cấp cho mọi người nha. Anh em nào cần thi công đầu gối thì liên hệ với bên mình luôn, bên mình sẽ có thợ, những người thợ thi công đầu gối cho mọi người nha. Mình sẽ liên hệ, mọi người muốn liên hệ với mình thì liên hệ qua số Zalo nha mọi người, 0978727280 nha mọi người. Mình sẽ không trả lời qua YouTube nha. Thời gian qua có nhiều anh em hỏi giá cả trên YouTube nhưng mà mình không thể trả lời nha mọi người, vì trả lời trên YouTube nó rất ảnh hưởng đến kênh của mình đó, cho nên mình không trả lời nha. Rồi, giá rất là đều, rất là đều. Cái này chắc sa mạc rất là nhiều luôn á. Cái này là đây, trong kho có cả gia công nha. Đâu vậy Lý Thông? Đâu à? Ủa, mày làm gì mà? Rảnh rồi tao đi làm mới có tiền nha. Rồi, trong thời gian đá mới về cho mình quay lên để cho mọi người tham khảo nha. Thì bây giờ bên mình phần đưa đá lên cho xe người ta vận chuyển mọi người. Đây, bờ gác vận chuyển nha. Mình sơ lược sơ cái nơi đi. Cái mấy cái dòng vân này á, nếu mà thi công lên nó rất là đẹp đúng không mọi người. Đó. Rồi mấy cái khổ xanh này rất là to luôn. Mấy cái mẫu này rất phù hợp làm ở ngoài trời mọi người, cái màu xanh này nè. Màu xanh này và đen Ấn Độ rất phù hợp làm ngoài trời nha. Đá này cần phải có cái chữ A mới vận chuyển được mọi người, nếu không nó sẽ bị gãy á. Quá tải rồi đó.